huấn luyện viên Shin Tae-yong chốt thời điểm chia tay bóng đá Indonesia. Hợp đồng của Shin Tae-yong với Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay. Và theo xác nhận từ PSSI, ông sẽ không được ban lãnh đạo mới gia hạn. Phó Chủ tịch PSSI, Yanuin Amali chia sẻ thông tin này, không có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn hợp đồng giữa huấn luyện viên Shin Tae-yong và PSSI. Theo Amali thì thời gian vừa qua, ông Shin Tae-yong đã gặp chủ tịch mới được bầu của PSSI là Eric Thohi. Trong cuộc gặp, cả hai cũng thống nhất các kế hoạch từ nay tới hết năm. Nhìn chung thì theo giới thạo tin xứ Vạn Đảo, huấn luyện viên Shin khó được chủ tịch Thohi sử dụng lâu dài. Bởi người từng bảo vệ ông nhất là Mohammad Irian đã rời ghế chủ tịch PSSI. Hơn nữa, thành tích của ông Shin cũng không đủ ấn tượng để thuyết phục vị chủ tịch mới. Hai kỳ AFF Cup gần nhất ông đều thất bại. Tại SEA Games 31, chiến lược gia này không thể giúp đội nhà vào chung kết. Ông Eric Thohi, vốn là một người rất cương quyết, đã đưa ra những tuyên bố đanh thép về chiến lược phát triển bóng đá Indonesia. Tỷ phú này cũng không ngần ngại vung tiền tấn để đưa về các huấn luyện viên danh tiếng hơn Shin Tae-yong. Do vậy, nếu không có đột biến nào trong 10 tháng còn lại, ông Shin nhiều khả năng sẽ phải rời đi. Từ nay đến hết năm, có lẽ ông sẽ chỉ tập trung cho đội U20, đặc biệt là World Cup U20, nơi Indonesia sẽ là chủ nhà và họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa tài năng đang được huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt. Cuối năm, Indonesia sẽ đá các trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026, trong khi ASEAN Cup 2023 đã lùi sang đầu năm sau. Điều đó có nghĩa, gần như chắc chắn huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ không được dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu lớn nhất châu lục. Dẫu cho chính ông đã giúp Indonesia giành vé.